Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn đã tiếp tục trở lại với kênh buôn bán xe tải cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều công trong những cuộc sống. Một ngày tràn ngập một ngày tiếng cười. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em một sản phẩm với thương hiệu là Taco, một chiếc xe phiên bản thùng kính đời 2010, niên hạn sử dụng đến 1935. Xe thùng kính có cửa hông nước sơn màu đỏ, dòng Taco ông mắt, máy rất là im luôn nha, máy Isuzu liên danh thôi. Công nghệ Isuzu nhưng mà chạy rất là sướng và rất là im. Đường kính mâm là 16 inch. Còn này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em là 110 triệu. 110 triệu. Giấy tờ tay bao tranh chấp nha anh em. Xe này giấy tờ tay bao tranh chấp. Đó. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm mà lấy thử. Nếu không thấy phù hợp thì hãy đến em nói về phụ chủ đức nhân mình tải chuyển hóa của anh em với thằng mẹ. Hùng tiêu chuẩn. Rất là sắc nét luôn. Sàn sắt. Phía ngoài, phía trong lớp cho đăng kiểm, nói chung là hùng rất là cứng cáp lắm anh em. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lái thử. Nếu có máy phù hợp thì để anh em nói về phụ vụ đến nhà mình đã chuyển hóa của anh em nha các bạn. Tải trọng cho phép chở hàng hóa là 1 tấn 8, thùng dài 4m 20, chiều ngang là 1m 8 15 và chiều cao là 1m 9 nha anh em. Thùng tiêu chuẩn rất là dày và cứng cáp luôn. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lái thử. Đã 2010, niên hạn sử dụng 2035. Đó, thùng bao, đường thùng, mọi thứ đều rất là ok. Đó. Xe nước sơn màu đỏ rất là bắt mắt nha nè. Ghế bọc da, 3 chỗ ngồi. Đó. Kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng. Số má, 5 số tiến, 1 số lùi. Nói chung mọi thứ xe đều rất là ok. Mua và chỉ bị chạy thôi nha anh em. Đó. Nếu anh quan tâm cái mẫu xe này cứ lấy xem xe trải nghiệm mà lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì khởi đinh nó về phục vụ đến nhân vận tải vận chuyển hóa của anh em các bạn. Đấy, nói chung là mọi thứ cũng là rất là mượt mà, xe đời 2010 mà đời cao quá anh em. Vỏ lớp ngang còn rất là cao, khoảng 70%. Sắt xe bao dày bao cứng luôn, cầu máy hộp số cũng rất là ok. Đấy, nói chung mọi thứ đều rất là ok nha anh em. Đó. Rất là mượt mà luôn, thùng mỏng rất là cứng. Động cơ với dung tích xi lanh của nó là 2,7 lít, công suất là 80 kg tổng cho 3,6. Máy dầu. Đó. Máy rất là im, máy rất là khỏe luôn, chạy rất là sướng nha nè. Taco 1.8 thùng 4m 20, đời 2010. Với mức giá dự kiến nhà bán cho anh em là 110 triệu. Có thương hiệu cho anh em xem xe và cho những người xe bên mình. Cảm ơn anh em quý hàng các bạn đã theo dõi cái video báo giá liên tục nhật liên tục hình nhất xe của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng các bạn trong những cái video báo giá liên tục nhật liên tục hình nhất xe của tiếp xe của bên mình.